Đổi bình bông khác rồi, bình bông này nó hơi xu rồi nha cô chủ. Lần sau là đổi bình bông khác nha, bình bông này hơi bị xu rồi nè, nó cũ rồi. Đổi một bình bông khác cho nó bự bự đồ lên. Vô căn nhà thấy thích quá à. Giờ không lẽ giờ xé tờ giấy số đi, chiều nay chúng mà lấy luôn cho rồi đi. Cái thiết kế trong nhà thấy ưng quá. Ủa cái đường này mà có thông không ông ta? Thông tương lai là thông Nguyễn Công Trực ha. Đường này đường số 3 của khu Nam An Hòa. À, Lâm kỳ luôn thông thông qua Lâm Quang Ky, thông Nguyễn Công Trực, mình nằm ở đoạn giữa của khu Nam An Hòa đường số 3. À rồi ok, nói chung là cũng đang nói trong clip luôn rồi đó. Diện tích của mình là ngang 5 dài 16 ha. À, trong đó thì mình có 3 phòng ngủ. 3 phòng ngủ, nhà này mình có ban công luôn. Bây giờ thì trước khi đi vào bên trong căn nhà, em nhờ anh Phi quay cái con đường phía trước giùm em cái đi, rồi mình hãy tiến sâu vào căn nhà. Quay phía trước giùm em đi, nắng quá giờ này em muốn ra. đường sẽ có hai hướng anh chị. Một hướng này hướng về đông bắc này nè, là nó sẽ quay về cái đường Nguyễn Công Trực. Ở đầu đường mình thấy đó là cái sở quán không ta, ngay không phải cái trung tâm nhà văn hóa tỉnh, Đúng rồi, thì nó cũng trung chuẩn tâm bị văn thông đó anh hóa. chị. Ở đây là hướng này là về đường Lâm Văn Kiên anh chị, nó thông ở hẻm hẻm Lâm Kỳ dẫn thông 1057 Lâm Kỳ, thì sắp tới nó sẽ mở lộ lớn dưới Đăng Gào đó anh chị. Nhà mình là hướng đông nam anh chị, Rồi vô đây, vô đây. căn nhà bo cạnh rồi rất đẹp Mời anh anh chị. trà anh Phi vô đây. Giờ xíu anh quay cái góc cạnh ngoài đẹp lắm nè, ngọc ơi, chủ tỉ mỉ từng nét anh chị, Nghe nói bo anh chủ tròn nhà kiến này là tròn luôn xây anh căn nào là bán căn đó, xây căn nào là bán căn đó phải không? Bán không kịp luôn đúng không? Nền ok luôn nè, phía trước không bị hố ga, không bị trụ điện luôn. Rồi bây giờ vô trong, vô trong, vô đây. anh. Dừng lại xíu, ở mặt ngoài là chủ Cho dán anh gạch nói luôn đi. nhập nè, dán keo chứ không dán bằng xi măng như xưa anh chị, chỉ kê kê rất nhỏ luôn. Cái quạt này là tặng hay là đem về? Quạt là đem về hả? Ôi đất ơi. Vậy là hai cái chậu bông á là đem về à? Hai chậu bông là đem về à? Quạt đem về à? Cửa mình xài là cửa cuốn hả? Cửa cuốn, một lớp cửa cuốn. Để em nhắn cái cuốn xuống nhốt ngọc ngoài luôn, Ừ, cửa cuốn. cửa cuốn luôn anh chị, chơi chủ này chơi sang chảnh luôn. Rồi, dừng cái đó được rồi, dừng cái đây là dừng cái đây nhé. Dừng lại, đúng rồi, dừng lại. Em đi quay nhiều căn nhà rồi. À, bữa nay em mới thấy một căn nhà, cái la phông, cái trần ở trên phải la phông, à, trần thạch cao, nhìn nó hơi cách điệu nè. Nó không có, nó không giống. Nhìn cái này, cái mẫu mẫu thiết kế theo cái kiểu hiện đại mà mấy cái nhà mà ở Sài Gòn á anh Ti. Bộ ghế màu này em thấy nó cũng hợp lý, cũng ok luôn. Sạch sẽ, đừng có đưa cái màu cam, màu hồng rồi vô, thấy nó kỳ quá à. Đúng không? Gạch ở phía dưới nhà của mình là xài gạch 80-80 luôn nè. Tông trắng, nhìn cái nhà của mình bật tông lên nó không có bị tối căn nhà nha quý anh chị. Cái hai cái chậu bông thì đem về nhưng mà bộ ghế sofa thì để lại. Ở đây của mình đó, ở dưới cái lường cầu thang, chủ nhà họ cũng tận dụng, họ làm mấy cái ô kệ để đồ trang trí như vậy. À, liền kề với nhau. Cầu thang, cái màu cầu thang này, cái gạch cũng cũng chịu luôn, em cũng chịu cái màu này luôn. Tại vì á, cái nền gạch của mình ở phía dưới mình đang xài cái tông trắng rồi, mình xài cái màu gạch này á, nó nổi căn nhà lên nè, đúng không? Nó nổi, nó có cái điểm nhấn của căn nhà. Viền cạnh vàng, mấy cái cạnh mà mình thấy mà mấy cái căn nhà, mà nhiều cái căn nhà mà người ta để mấy cái chữ T đó, mấy cái chữ T cho mấy cái miếng mà rima đó, nhựa rima đó, người ta để chính giữa đó, này là mình làm Này nẹp vàng lắm ơi, nẹp mi đẹp nóc đó. vàng, mi nóc vàng. Nhà mình đi sẵn vô có một cái phòng ngủ ở dưới như vậy. Nhìn vô nãy em bị lầm, em tưởng cái tủ quần áo nhưng mà không Anh cũng đi phải. lầm luôn. Em Ngọc tưởng ơi là em tủ đóng quần, cửa giùm anh, đóng cửa mở rồi, cửa em rất là tưởng là đẹp cái đó. tủ quần áo nhưng mà không phải, đó là một cái miếng decor. Rồi mở đi. Cửa này Hiểu là không? cửa cửa sinh pha đen nhưng mà kiến mờ trắng, nó sẽ nổi bật cái nhà anh chị. Tặng sẵn một cái giường như vậy và bộ ga gối nệm. Không gian vừa đủ, ánh sáng cũng vừa luôn, nói chung là em thấy là hợp lý. Em không biết quý anh chị sao nghe, nhưng mà em thích cái nhà
là cái bếp nó phải nằm ở phía sau như vậy. Em không thích bếp với phòng khách nối liền với nhau, mình nấu ăn hay gì đó mùi á cái nó bay ra, rồi nhìn vô mình thấy hết trơn. Em thích có cái phòng như vậy rồi ngăn ra, vậy nó sẽ thấy là theo cái kiểu truyền thống đó. Em thích cái kiểu truyền thống hơn, cái đó là em thích thôi, chín người mười ý là. Ôi ôi, ở đây có cái giếng trời bự quá nè anh Phi, một cái giếng trời. Sàn nước Ừ, đi thẳng lên trên luôn. để tạo luồng gió ở cả nhà mát. Ngoài sau còn lối thoát hiểm 2 mét nha anh chị. Phía sau đây xây dựng rất là nhiều. Vậy là cái nó nói bụng Phía sau này các nền em Ngọc với anh Phi mới bán được nền phía sau nữa anh chị. cái bàn ăn này giống như cái bàn ăn của nhà em vậy, một cái nhà vệ sinh nói chung là cũng rất là xịn sò, thiết bị vệ sinh hệ thống ánh Đề nghị sáng em đầy Ngọc đủ hết luôn. đóng cửa cái mở em anh. Cái Ok. cửa anh rất ưng. Cửa rất đẹp anh chị. Nói chung là rất là gọn, cái nào cần thiết phù hợp thì nó có Anh đầy thấy cái đủ hết giò sen rồi, rất là không đẹp bị anh Ngọc. dư, không Thấy bị giò dư. sen không? Ừ. Giò sen rất đẹp nè, nhìn không phải em để ý cái màu vàng đó kìa. Không. Cái giò sen nhìn nó đặc biệt không kìa. Không. Cái màu cái giò sen này tốt rồi anh chị. Cái này giống như mấy cái phim mình coi mà của cái gì mà phim 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 Mỹ mà mấy cái đồ vật dụng mà ở trong cái nội thất bên trong á anh Phi, mấy cái cổ cổ điển á, Đúng rồi. ngon mấy cái cổ điển á nè. Cái vòi nước ở đây cũng vậy luôn nè, nó là đồng bộ của nó nguyên một combo luôn á. Giống kiểu đồng vậy. Tính này là như nó cũng hai màu nè, Đúng màu trắng với màu vàng đó, thích màu vàng hơn. Tặng một bộ ghế, một bộ bàn ghế ăn ở đây, nguyên một cái kệ tủ bếp vậy nè quý anh chị đó, đẹp không, quá đẹp chứ, đẹp. cái mặt trong tường là kính nha em Ngọc. Ừ. Này là kính nha anh chị, chứ không phải là gạch nha. Làm như giờ này cái tới cái giờ đói bụng á, cái em bị mắc năng lượng vậy đó trời, bị mắc năng lượng đói bụng. Nguyên cái kệ tủ này nè là chủ nhà họ nói là họ thuê ở trên Sài Gòn về cát, nguyên một cái kệ này luôn, nguyên một cái miếng này là đá Genesis của mình đó, đá hoa cương á, nguyên một cái mảng lớn luôn đó quý chị. Cái này nhìn cái bếp tông trắng, làm cái nền này nó bật tông của bếp mình lên, nhìn rất là sang, rất là đẹp. Trần nhà cao tầm cái chừng 4 mét đó, đúng chất nhà cao cửa rộng luôn nha quý anh chị. Bây giờ em sẽ đi lên khu vực phía trên nha. Cái màu cầu thang ưng quá trời đúng trời, màu gạch. Cái gu của chủ nhà này với em cũng hơi tương đồng với nhau. Trên này mình sẽ còn hai phòng, một cái phòng lớn như vậy nè quý anh chị, đôi để hai cái giường vậy luôn đó, Quá đẹp. kính giữa như vậy, nguyên một cái Chụp hình thì tưởng nó là ở đây có một vách kiến, người ta nó đối chiếu hai giường mà ai ngờ kệ. tới cả hai cái giường anh chị. Hai cái giường, nhà vệ sinh bên trong luôn, nguyên một cái kệ, tủ quần áo nối liền như vậy nè đó. Một cái nhà vệ sinh ở đây nữa, đẹp quá à. Đẹp quá, đẹp quá đi, đẹp quá đi, đẹp quá đi. Phòng này là phòng master đúng không? Em mở cửa sổ ra giếng trời ngọc rất là mát luôn Đó, muốn mở thì mở cho đó. Dạ. Em đang thắc mắc là tại sao lại để hai cái giường ta? Giờ vợ ngủ bên, chồng ngủ bên hả? á. Không phải nhiều khi nhà có con bé nhỏ Chiếc giường có chia em đôi nhỏ hả? đúng rồi. Để chút em hỏi coi tại sao lại để hai cái giường, không muốn cho ông bà ngủ chung hay sao mà để hai cái giường? Bây giờ mình đi qua bên kia mình coi coi sao cái. À, phòng này thì trống, để sẵn hệ thống chống đồng ở đây, phía trên của mình cũng xài cái trần cao, hệ thống đèn chiếu sáng, gạch nền ở dưới là tông trắng gạch 80-80 đó. Cửa sinh pha ở phía trước này của mình còn một cái khoảng không gian để mà mình làm phòng thờ, có để sẵn đây nè, có để sẵn cái đường ống đường dây này để cho mình về mình đặt một cái bàn góc tâm linh ở đây thờ cúng ông bà.
nhìn trực dậy ra ngoài ban công ở đây đó, cửa của mình là bốn cánh luôn anh Phi nha, bốn cánh nha, ở đây mình mở được là mở cái cánh ra được bốn cánh. Cửa này sắt kẽm nghe em, sắt kẽm sơn tĩnh điện Kẽm sơn tĩnh điện, ra ngoài đi Ngọc. một cái ban công, một cái ban công, một cái ban công ở đây như vậy. Lan can kiến mờ nè, Nhìn sang nha, nói chung là thiết sang kế của căn nhà nhìn rất là sang quý anh chị, sang lắm. Rồi có tặng một số nội thất bên trong luôn. Giá của căn nhà này đang kêu là 3 tỷ 180 triệu, giá vẫn còn thương em thấy lượng. kiến mà bo tròn luôn ha, điều ảnh Không có bị góc vuông đúng không? Bo tròn luôn. 3 tỷ 180 triệu. Nhà diện tích của mình là ngang 5 dài 16, trong đó có 3 phòng ngủ, tặng một cái bộ ghế sofa phía trước, một bàn ăn, kệ tủ bếp. Ở trong phòng master thì có hai cái giường, là kệ tủ quần áo, nói chung là đầy đủ hết, có nhà vệ sinh trong phòng luôn. Ở nhà mình ở đây mình được ba nhà vệ sinh hết ta, một hai hai nhà vệ sinh, hai nhà vệ sinh. Hướng trực diện của mình là hướng đông nam, thì cái đường này của mình, căn nhà này của mình đó, nó nằm ở trên đường số 3 của khu An Hòa, không, nó thông ra Nguyễn Trung Trực và nó thông về Long Văn Ki. Quý anh chị mình xem clip cân nhắc đó là bây giờ cái diện tích nhà như vậy, giá như vậy, vị trí như vậy, rồi nếu như thiện chí cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc và anh Phi qua hai cái số điện thoại là Ngọc sẽ để trên clip để hỗ trợ quý anh chị mình thương lượng được cái giá thuận mua vừa bán nhất có thể. Thì cũng xin lỗi quý anh chị mình là em đang hơi bị mất năng lượng, cái là giờ này em bị đói, nó trưa rồi, nó gần 12 giờ rồi, 12 giờ rồi em đang rất là đói, rất là mệt luôn, và thêm cái nữa là đang bị nhiệt miệng á, nên bữa nay không có nói chuyện được nhiều, nó nói chuyện rất là đau ha. Rồi cảm ơn quý anh chị mình nha, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.